Chiều ngày 6 tháng 10, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, công an huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang một xe ô tô chở thuốc lá ngoại nhập lậu tại xã Trung An, huyện Vũng Liêm. Qua tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện Vũng Liêm bắt quả tang xe ô tô do Hồ Văn Lâm 37 tuổi, ngụ xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm điều khiển trên đường tỉnh lộ 907 thuộc địa phận ấp Trung Hòa 2, xã Trung An, huyện Vũng Liêm đang vận chuyển hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong xe có 5.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm 2.000 gói Z, 2.500 gói Hero và 500 gói Scott. Tại cơ quan công an, Lâm khai nhận số thuốc lá trên do một người đàn ông thuê vận chuyển từ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp về huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đến địa điểm trên thì bị công an phát hiện bắt giữ.